Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn và cái tôm vào. Chai hả? Mới là chai. Mới chai chụp hình kỹ vậy? Ừ, phải chụp hình kỹ vào chứ. Cái lò này là Namken 50E. Tôm vào. Cái này nó cũng như cái quan một chiều vậy. Ở đây là cái chỉ thị đóng mở nè. Khi mà mình đóng mở thì cái chỉ thị này sẽ nên nằm vị trí open. Đóng nằm vị trí S. Đấy. Cái đặc điểm của quan này là nó lắp ở vị trí thẳng đứng nha. Vị trí thẳng đứng. Vertical storm valve. Đấy. Nên để ý nhiều lúc mà bị dai vẽ nó hay là đặt nằm ngang horizontal position đó, thì nó bị không đúng với chức năng của van lắm. Cái là tên đúng nó là vertical storm valve.